Một nhân vật phản diện trong 42. Tri âm, có đối phần tài liệu này cho châu tổng của bộ phận kinh doanh giúp tôi đi. Vâng, đường thiếu. Móc thả mồi mặn, đồ ngốc mới cắn câu. Có cái tài liệu giả này cẩn thận vào. Mấy ngày này còn có rất nhiều cái cho cô trộm mang về hổ chết dịp thần đi. Nhưng đây cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, coi như là nghĩ trang trái thù cho cô. Anh ta mới là kẻ thù thật sự của cô. Nói mới nhớ đường gia chúng tôi còn có ơn với bố của cô. Bớt lấy ơn báo oán đi. Long Vương, mới là kẻ thù của mình. Đường gia có ơn với bố của mình. Tâm trạng phức tạp rời khỏi văn phòng, cả người Trì Âm có chút hồn hốt. Từ nhỏ cô lớn lên trong tổ chức Long Hồ, được sư phụ của Diệp Thần đích thân đào tạo, cho nên rất trung thành với Diệp Thần. Nhưng là một đứa trẻ mồ côi, cô rất muốn biết người nhà của mình là ai. Bọn họ không còn mình hay vì nguyên nhân gì khác, cho nên cô luôn âm thầm điều tra. Nhưng cho dù điều tra thế nào thì cô vẫn không thể điều tra được tư liệu liên quan đến bố mẹ của mình, giống như trên thế giới không có hai người này vậy. Nhiều năm trôi qua, vốn dĩ sắp từ bỏ rồi thì hôm nay Đường Du lại đột nhiên nhắc đến. Rốt cuộc anh ta cũng biết bao nhiêu, vì sao Long Vương lại là kỹ thuật của mình, có liên quan gì đến Đường Gia? Điều tra Đường Gia trước, nếu Đường Gia đã có ơn với bố của mình thì điều tra thêm manh mối này chắc chắn có điều tra ra được. Tri Âm, kết quả điều tra thế nào rồi? Đã lấy được tài liệu đầu tiên rồi, chút nữa tôi sẽ gửi cho anh. Được, quá quả rồi. Vẫn là cô mới có thể khiến tôi yên tâm nhất. Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ trước Lăng Hàm thì có thể làm người phụ nữ của tôi trước cô ấy rồi. Đột nhiên có loại cảm giác không muốn ăn cơm nữa. Chẳng lẽ cô nói Long Vương mới là kẻ thù của mình, của Đường Du, đã khiến tâm trạng của mình thay đổi rất lớn. Long Vương, tôi đi đưa tài liệu trước đi, chút nữa lại nói. Trì Âm chưa bao giờ đề nghị kết thúc tin nhắn của mình trước chuyện gì vậy. 15 phút sau, Đường Thiếu, tư liệu đã được đưa xong rồi, anh có cần tôi làm gì nữa không? Đúng rồi, gần đây công ty định làm kinh doanh game, tôi cần cô điều tra giúp tôi. Chapter 42 43. Đúng rồi, gần đây công ty định làm kinh doanh game, tôi cần cô khảo sát giúp tôi một chút. Khảo sát thế nào? Ở đây tổng cộng có 25 trò chơi, đều là những trò chơi bán chạy nhất thị trường. Tôi mong cô có thể qua ải được hết và báo cáo công việc hàng ngày cho tôi. Còn nữa, công ty cung cấp đồ ăn vặt, trà sữa cái thứ miễn phí, gọi đồ ăn ngồi cũng được thanh toán cả, muốn ăn gì cứ tùy ý. Đoạn thời gian này cứ chuyên tâm làm việc này đi, chứ mệt rồi thì qua bên phòng nghỉ ngơi một lúc không sao. Được rồi, mau bắt đầu chơi đi, đừng có lời biếng nữa. Trong văn phòng có camera, tôi có thể nhìn thấy được đấy. Nực cười, lớn nương dễ bị lừa như vậy sao? Ngày 13 tháng 7 chơi game, ngày 14 tháng 7 chơi game, ngày 16 tháng 7 tự hỏi bản thân. Tri âm, sao mày lại xa độ như vậy? Thử khảo sát đã khảo sát xong chưa? Ngày 17 tháng 7 chơi game, cỡ như vậy Đường Dơ đã yên ổn sống qua 5 ngày. Ai biết là đến ngày thứ 6 khách sạn Minh Nguyệt lại của anh ta lại. Xin chào quý khách, thời gian trả phòng đã quá 2 tiếng rồi, xin hỏi ngài có còn ở trong đó không? Xin chào, không có ai sao? Ôi, lạnh quá. Chapter 43.